báo cáo với các bác đây là một vu với số lượng là 30 đôi. Đấy. Thì các bác thấy là những chú chim này là những chú chim được bón từ nhỏ, rất là thuần. Rất là thuần các bác. Đây là một cái khách hàng đến để đặt vấn đề với bên mình để phát triển trang trại. Đấy. Thì mình cũng sẽ chuyển giao những con giống bón từ nhỏ như này. Nếu quý vị các bạn mua một vài đôi thì mình không nói, mà mua số lượng nhiều thì mình sẽ đặt mình trước và mình sẽ xử lý quy trình bón và tiêm vaccine. Thì các bác thấy là đây là cái ô tô của khách hàng. Đấy. Và đây là những cái chú chim của chúng ta. Trông cái này thôi nhưng mà khi về là nó sẽ tự mượt sang lồng, vì đây là để này cho nó thoải mái. Đấy, nó không bí như để vào hộp. Đó. Nó thử ấy xem nào, thử bê một phát ra nào, ngân khênh cho bố. Ngân khênh cháu khênh khênh cho bố. Hai bố con mỗi người một đầu. Khênh đi, khênh đi để ấy để quay để gửi đến cái hình ảnh cho các bác. Ờ, túm không, túm vào đây này, tay túm vào sườn ngoài. Bố móc tay xuống dưới. Ừ, góc ấy. Đấy. Đúng rồi. Rồi, về. Rồi đi đi. Cho ra ô tô. Này quá đảm bảo. Đấy. Chuyển giao công nghệ con giống các bác nhé. Buộc cửa rồi đúng không? Mà ông buộc cửa nó giật mình ra. Các bác yên tâm là tìm đến cái vườn trại là các bạn mua những cái cặp chim giống của quá là ok luôn. Lên đi, lên cho nó khỏi rơi phân ra. Cho hẳn vào trong. Cái bạt nót ở phân nó phải ra. Này, quá vừa vặn. Đó. Đóng lên. Thôi hé hé cốp cho nó thoáng. Hả? Đấy thì giới thiệu với các bác là một khách hàng như vậy là đã tin tưởng trang trại của Thao chim cu cái hay ở trên YouTube và trên Facebook. Thì các bạn có thể là yên tâm khi mà tìm đến một cái trang trại mà phát triển con chim cu gáy, nó trở thành một thương hiệu mà cũng nó là một sự niềm tin uy tín đối với quý vị các bạn. Thì ở đây thì đồng núi rừng các bạn thấy là gì, rất nhiều cây và rất nhiều quỹ đất còn mênh mông bề sở, thì nắm bắt được cái sự gọi là ăn thoáng đãng và cái nhu cầu chơi sinh vật cảnh, thì bản thân mình cũng là một người yêu thích chim, thì có xây dựng một cái vườn trại với quy mô vừa phải và cũng phát triển cơ sở 1, cơ sở 2. Thì các bạn có thể yên tâm là trong nhà lúc nào cũng có khoảng một vài trăm đôi chim giống đó, và cái tỷ lệ chống mái mình đảm bảo tuyệt đối 100% cho các bạn. Nếu như các bạn còn tin tưởng và nếu như kể cả có xác suất trả lời, mình vẫn sẽ có trách nhiệm các bạn cho đến lúc trưởng thành. Như vậy là chúng ta chơi đến với con chim nó mang tính chất là tận cùng, chứ không phải là mua bán xong là xong, đúng không ạ? Thì những cái mô hình như này thì các bạn thấy là gì, mình đã phát triển và đã có một phần nào một số anh em đã biết đến. Thì kính thưa các bác là mình đã đây là mình giới thiệu qua là những cái dàn vú nuôi nó và bắt dồn xuống dưới à. Rồi ok, dồn nó vào cho nó thoáng, cho xuống ngoài này. Các bạn nên nhớ là cái mô hình này các bạn nên lên để nó theo kiểu bán hoang dã, nên các bạn nên để ra ngoài trời cho nó sưởi nắng và che bạt như thế này đấy, và để vào cái những cái lồng đấy. Các bạn thấy là một hai đôi chim này các bạn thấy không, có bao giờ chân nó dính phân đâu, không bao giờ chân dính phân cả đó, mà một vài đôi chim này vậy thôi đấy. Thì thực ra đầu tư thì rất đơn giản, nó chỉ có những cái sắt như này và một ít cái bạt che thôi. Thì chính vì thế mình nuôi số lượng nhiều là mình phải tính đến cái việc như thế các bác ạ. Đấy, các bạn phải nên nhớ là số lượng nhiều thì chúng ta không thể là mỗi một con một lồng được. Đấy, các bạn nên nhớ là cái này thì các bạn thấy không? Khá là ok đúng không ạ? Đấy, và với cái mà chúng ta nuôi như này chúng ta rất nhàn.
Bởi vì bản thân những con chim là nó bệnh phần lớn là nó ở cái phân của nó. Khi nó đi phân ra mà nó không được vệ sinh, nó ỉa vào thức ăn. Đấy, mà các bạn cố gắng nhé. Các bạn cố gắng là các bạn cho ăn đúng giờ giấc cho mình. Bởi vì giờ giấc nó cũng sẽ liên quan đến cái hệ tiêu hóa, liên quan đến những cái mầm bệnh khác. Đúng không ạ? Đấy, và các bạn thấy là những cái ô như thế này là những cặp đôi sinh sản của mình. Đây mình đang ghép thử màu như thế này. Và các bạn thấy này, đây này, thực tế nó đang ấp đây này. Đấy. Đó, thấy chưa? Rồi những cặp bố mẹ của mình nuôi rất đơn giản như này thôi các bạn ạ. Đấy, nó rơi vãi xuống đây thì gà nó nhảy vào nó ăn. Còn nó thò đầu đây nó uống, nó ăn ở trong đây nữa. Ăn ở trong đây là để chống chuột, chuột nó sẽ như thế nào đấy. Đấy, một phần các bạn cũng nên tính phương án chống chuột nhé. Chuột nó là có lúa mà, chim nuôi chim có lúa. Để báo cáo với các bác là một cái lượng trên cái video này mình cũng sẽ chia sẻ luôn một cái chủ đề, một cái lượng mà rất quan trọng trong quá trình nuôi chim sinh sản là các bạn biết là những cặp vú nuôi Nhật. Đây là những con Nhật mà các bạn thấy là con Nhật là nó là có vệt đen ở cổ đây này. Đấy, vệt đen ở cổ. Và những con Pháp là những con nó giống như con chim Thái, nhưng mà nó chỉ khác con chim Thái là nó mắt nó màu hồng màu đỏ. Đấy, còn thực ra chim Thái thì cũng nhìn kỹ là cái cườm của nó khác ở cái cổ. Đây là chim Thái đây này. Đây là con Pháp này. Mình để đây cho các bạn xem. Đấy, con Pháp này. Đó. Còn đây là con Thái này. Con Thái này các bạn thấy là nó đó. Đấy là chim Thái. Chim Thái là cái cườm của nó là cái cườm trắng óng ánh hơn. Đây là chim Nhật Pháp này. Thì ở cái clip này mình không sẽ khuyến mại cho các bạn trong thời gian tới là những cặp bố mẹ bắt đầu đẻ bói và đẻ được một hai nứa, mình sẽ để cho anh em 400.000 một đôi. Một phần là dành cho những cái vì là cái tên tuổi của mình cũng muốn là để anh em biết đến. Hai phần là cái số lượng mình hiện giờ mình lúc nào trong nhà mình cũng có vài trăm đôi này. Nên ra là vừa rồi mình bán gần như là cũng tương đối nhiều, một ngày vài đôi. Thế thì cũng vãn, nhưng mà cũng muốn là một vài các bác cứ gọi điện và tại sao nó bỏ ấp, rồi tại sao nó không ra con. Các bạn nhiều khi các bạn nuôi không phải vì kinh tế, các bạn nuôi một vài đôi các bạn muốn là có để các bạn gọi là chứng minh được cái sự nhúc nhích của một gia đình chim cu gáy nó đáng yêu, rồi có thể là ra một vài con thì các bạn có thể biếu tặng cho những cái người thân trong mối quan hệ của các bạn. Chứ các bạn không có nhu cầu mà bán con chim như chúng tôi thì tôi phải nói giới thiệu với các bạn là riêng về lồng và chuồng thì đầu tư nên đến hàng trăm triệu luôn. Và thì phải có người giúp mình, có nghĩa là mình phải thuê người nuôi chim các bạn ạ. Còn nói thì có lẽ là các bạn không nghĩ, nhưng mà chính cái bác ban nãy đấy là bác ấy là nhân công. Bác ấy sẽ có trách nhiệm là cho quản lý cái máng uống tự động. Đấy, các bạn này, đây này, cái những cái máng uống tự động như thế này. Đấy, bác ấy phải kiểm tra nó sạch hay nó chưa sạch. Và nắp, đấy, và trong những cái lúc mà tôi có đi đâu hay tôi có gửi cho các bạn nghe điện thoại thì bản thân cũng có những người mình trả lương cho họ, họ sẽ làm. Đó, thì các bạn thấy là những chú chim này là những chú chim như vậy. Đấy, được nuôi sàn như này, trắng tinh, đẹp. Tôi xin nhắc lại là tôi sẽ bán 400.000 một đôi là đã đẻ, chim đã trưởng thành, đã đẻ rồi, đã nuôi con, đã ấp được rồi nhá. Vậy vị trí các bạn về, nếu như có những bạn may mắn có thể là trong vòng một tuần nó đã bắt đầu đẻ và ấp. Và nếu như các bạn có chậm thì chỉ mất 1, 2, 3 tuần, 1 tháng là cùng. Bởi vì có thể là những cái lúc nó lạ lồng hoặc nó đang trong giai đoạn thay lông. Nhưng mà cái loại này thì đây này, nhà tôi thì thực ra là một ngày một vài lần trường hợp mà nó quên đóng cửa lồng mà một con chú chim đứng ra như thế này là chuyện bình thường các bạn ạ. Đấy, đây là những chú chim Nhật. Đấy, những chú chim Nhật cho các bạn ạ. Đấy, những chú chim Nhật của chúng ta. Thực tế là nó ra như thế này nhưng mà nó không mất con nào đâu, bởi vì là nó cũng không biết kiếm ăn ở đâu cả. Đấy, nó rất là hiền lành các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Nó vào đây. Nó vào trong cái khu vực này. Đấy. Đấy. Nó rất là hiền các bạn ạ. Nó nhao đi nhao lại rồi nó cũng phải vào thôi. Đấy. Đấy, nó rất là hiền các bác nhé. Đấy. Thế nên bây giờ nó đang vào. Nó vào đây rồi. Đấy, nó vào. Nó vào những cái ổ như thế. Đây là những cái đôi này mình bán cho các bạn 400.000 một đôi. Đó. Các bạn thấy là nó đã chân đỏ, nó đã cườm óng ánh rồi. Đó.
Thì mình xin nhắc lại là 400.000 một đôi nha các bạn nhé. Các bạn cố gắng nhanh tay nhanh mắt, có lẽ là mình chỉ bán một thời gian nữa, cái số lượng nó vãn đi thì mình cũng phải giữ lại để hậu bị. Đó, thì đây là những chú chó, gọi là dòng chó ta, nó cũng khá là tợn. Một trong những chú bảo vệ của mình. Và đây là chòi gác chim. Cái video này thì mình cũng sẽ giới thiệu sơ bộ. Là mình số điện thoại là 0163530982. Và cái địa chỉ của mình thì thuộc cổng trại Đá Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì các bác yên tâm là đây là một cái nhân vật có thật và không phải là ảo hay là mạng gì cả. Các bạn khi các bạn mua chim hoặc giao lưu chim với mình, tất cả những vấn đề gì các bạn cần phải thương lượng, các bạn cần phải trao đổi, các bạn nên gọi điện thẳng trực tiếp để chúng ta đồng cùng đàm phán, cùng thương lượng, cùng đi đến một cái niềm yêu thích, niềm đam mê. Đó là quan điểm kinh doanh lâu dài, có uy tín, có bảo hành, có trách nhiệm, có tư vấn về kỹ thuật và có đăng lên những cái bài chữa bệnh và những cái bài kinh nghiệm và cách làm chuồng. Tất cả những cái chủ đề đó được chia sẻ rõ ràng ở trên cái kênh YouTube là kênh Chim Cú Gáy Hay. Các bạn có thể gõ Chim Cú Gáy hoặc Chim Cú Gáy Hay hoặc là Vũ Văn Thao, hoặc trên Facebook hoặc là trên website internet các bạn gõ chimcugayhay.com. Thì tất cả đó đều là những cái kênh mà do Thao là có cái sự gọi là áp dụng vào công nghệ thông tin để được khẳng định mình trên cái sân chơi tập thể chung về chủ đề con chim cú gáy. Một phần là cũng tránh trường hợp là các bạn tìm đến để có được những cái niềm vui từ những chú chim mà các bạn tìm đến những cái trường hợp là tôi không muốn nói ở đây, bởi vì thực ra là cái này thì các bạn có niềm tin thì các bạn mới giao lưu, các bạn đủ tin tưởng thì các bạn mới mua hàng. Mà các bạn chuyển khoản cho bên tôi thì cũng có rất nhiều người chuyển khoản, mà cũng có rất nhiều người chưa chuyển khoản nhưng mà họ chỉ chuyển một ít. Nhưng khi chúng tôi nhận một ít đó thì chúng tôi để tính vào cái việc là nó hỗ trợ cái việc gửi xe. Trong trường hợp nó rủi ro thì cái tiền đó là mình trả tiền cho lái xe một cách lành mạnh. Còn khi các bạn đã nhận chim thì các bạn thấy là đúng, ông Thao ông nói rất là ok mọi vấn đề. Thì các bạn nó là những khách hàng và để cùng với mình trong những đơn hàng tiếp theo. Đó là cái điều mà chân thành. Trên cái kênh của mình có chia sẻ một số những cái pan bệnh và một số những cái mà chúng ta thường là cũng đây là có gọi là trong lao động thì có sản xuất các bác ạ. Chỉ có lao động thì mới có sản xuất. Chỉ có lội chân xuống bùn thì mới biết được là bùn nó ngứa hay là nó rét hay nó lạnh hay là như nó rát hay không. Thì các bạn hàng ngày các bạn phải xuống chuồng chim, các bạn phải nhìn con chim mà các bạn cho ăn cái này, cho uống cái kia, thì các bạn mới rút ra được kinh nghiệm thực tế. Sách vở nó chỉ là một đệ tham khảo. Và các bạn nếu các bạn nuôi hàng nghìn con chim như mình thì các bạn mới thấy được là cái kinh nghiệm nó là kinh nghiệm thực tế. Và cái kinh nghiệm là kinh nghiệm đúc rút qua thực tế, qua nhiều qua thời gian. Kính thưa các bạn, mình cũng xin chia sẻ cái bài hôm nay, nó nói cũng rất là nhiệt huyết mà nó rất là cụ thể để các bạn biết là đó là một cái nơi mà các bạn có thể giao lưu một cách yên tâm. Đấy, thì cuối video mình xin gửi lời chúc và lời chào tới tất cả các bác cao tuổi cũng như các bác trung niên và các anh em thanh niên thiếu niên còn đam yêu thích nuôi giống chim cu gáy, một cái giống chim rất là gần gũi và thân thiện với con người Việt Nam. Một cái sự yên ả, một cái sự yên bình, nó thể hiện một cái sự gì đấy nó nhẹ nhàng, tao nhã, đúng không, cuộc sống. Thì đó là một cái lý do mà để Thao đến với con chim cu gáy, và trong nhiều năm qua cũng đã có những cái thành công nhất định, có những cái lượng fan nhất định và cũng có những cái áp lực nhất định. Thì mong rằng là các bạn có thể là yên tâm là sẽ giao lưu với mình. Cái Zalo của mình cũng đăng ký bằng số điện thoại là 0163530982. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn có thể chuyển khoản cho bên mình vào cái số tài khoản ngân hàng Agribank là 2210205156681. Và cái số tài khoản này thì là người hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Ba Vì. Nó là chủ tài khoản Vũ Văn Thao, tên đầy đủ của mình. Nếu như các bạn không chuyển khoản thì các bạn có thể đưa tiền cho lái xe của các bạn. Ví dụ các bạn ở Thanh Hóa, Nghệ An hoặc các bạn ở miền Nam thì các bạn có thể đưa tiền, hoặc các bạn chuyển khoản đặt cọc cho bên mình. Hoặc là các bạn làm thế nào đấy, các bạn chứng minh để các bạn đặt cọc một cái lượng nhất định để chúng ta có cái sự giao dịch ban đầu. Và khi trong trường hợp đó thì số tiền ít thì tôi luôn luôn phải bảo vệ uy tín của tôi sẽ chuyển chim cho các bạn, và các bạn nhận chim thì các bạn thanh toán cho cái người đưa chim cho các bạn số nốt phần còn lại. Thì báo cáo với các bạn là như vậy.
Thì còn trên cái tinh thần đó thì tôi muốn hướng thì các bạn là lên chủ động tìm một cái xe nào đấy quen và gửi tiền cho họ và hẹn tôi ở trung tâm Hà Nội, bất kỳ bến xe nào, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa, chúng tôi đều có đội ngũ nhân viên rất là chuyên nghiệp. Họ sẽ liên hệ với các bạn, họ sẽ ra gặp hẹn các bạn và giao hàng cho các bạn. Rồi tất cả những đơn hàng đó thì bản thân tôi xuất ra khỏi nhà là tôi đều có niêm phong con dấu đỏ của tôi. Và tôi cũng, cái người của tôi làm việc cũng rất là chuẩn chỉ. Đó là không có cái trường hợp là đổi chim, mất chim hay là chết chim. Nếu như có vấn đề 1% nào nhỏ xảy ra thì tôi sẽ hứa sẽ đền bù hoàn toàn 100%. Không có vấn đề là đuôi co cãi vã trên mạng với giữa khách hàng với người mua hàng, người bán hàng, đúng không ạ? Thế thì còn có thể là những khách hàng đã quen rồi thì có thể là tôi cũng không yêu cầu nhiều. Tại vì chợ có những người muốn lấy đến đơn hàng thứ tư, thứ năm rất nhiều, đúng không ạ? Thì hy vọng rằng cái video này sẽ nói tất cả cái quan điểm, tất cả những cái hình ảnh đó là hình ảnh thực. Đó, và các bạn nên nhớ là bây giờ chúng ta sống trong thời buổi văn minh lịch sự Internet. Nếu như cái video này của tôi có vấn đề gì nói nó chưa được chuyên nghiệp hoặc nó có động chạm đến một cái vấn đề thì các bạn, nếu như ai không quan tâm thì các bạn có thể vui lòng là xem cả một cái clip khác, xem một cái chủ đề khác. Tôi cũng có thể chia sẻ những cái bài, một số bạn thì rất là cảm ơn. Đó là cái động lực để tôi làm những video tiếp theo để chữa bệnh, để chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng có một số bài thì tôi phải tắt bỏ chế độ đó, bởi vì các bạn cái văn hóa nó thể hiện ở trong cái bình luận nó không được cao, thì chính vì vậy là nó sẽ làm giảm đi cái sự đăng bài của những người như tôi. Cuối video tôi xin chia sẻ một cái quan điểm nho nhỏ như vậy để các bác biết và các bác cũng có thể nắm bắt được cái con người của tôi là như thế nào. Và hy vọng rằng là qua cái cách xây dựng và cái cách cái ekip xây dựng của mình thì từ Ba Vì về đến Mỹ Đình thì ngày nào sáng trưa chiều đều có xe lùm lượp đi tập kết tại bến xe Mỹ Đình, ưu tiên là bến xe Mỹ Đình nha các bạn nhé. Còn nếu như các bạn ở Nước Ngầm hay Gia Lâm, Gia Bát thì chúng tôi sẽ cho người mang qua, và tất nhiên nó sẽ có chi phí phát sinh. Và các bạn nên nhớ là nếu như các bạn chuyển khoản thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ ưu tiên, chúng tôi sẽ giảm giá đó, bởi vì là cái đấy là cái điều đương nhiên, bởi vì tôi đánh giá cao về cái niềm tin của các bạn, và đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không phải đi lấy tiền, thì cái tiền đó là chúng tôi sẽ cắt cho khách hàng. Đấy, còn uy tín thì bản thân chúng tôi muốn tồn tại thì chúng tôi phải giữ uy tín của chúng tôi. Các bạn nên nhớ là như vậy. Thế thì đó thì các bạn thấy là chia sẻ một chút về cái như vậy. Đó, kia là những cái hình ảnh được chăm sóc rất là chuyên nghiệp. Đấy, chuyển như vậy. Thì cái video này cũng khá là dài rồi. Hy vọng rằng các bác sẽ đăng ký kênh của mình, bấm vào cái nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để sẽ là người sớm nhất nhận cái video của Thao Chim Cú Gáy các bạn ạ. Và đó là những cái chia sẻ, đó là một cái thương hiệu mà các bạn nên nhớ là tôi gây dựng rất là lâu, gây dựng rất là cẩn thận. Thì đấy, xin chúc các bạn có được những chú chim hay, chúc các bạn có được thành công và có niềm vui trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.